Một câu hỏi nữa, Phật tử hỏi rằng á, bạch thầy, có người hỏi con làm việc thiện, gieo nhân lành, tương lai có thể đắc thiện quả, đó là đạo lý nhất định. Nhưng vì sao niệm Phật, niệm chú, niệm kinh là gieo phước? Điều này khiến cho kẻ khác cảm thấy hơi khó hiểu. Con sợ mình sẽ nói không được chuẩn chỉ nên chưa dám trả lời. Bạch thầy từ bi khai thị để cho con có thể trả lời bạn con ạ. Phật tử này có hỏi rằng có người thắc mắc rằng làm việc thiện, gieo nhân lành, tương lai có thể đắc thiện quả, đó là đạo lý nhất định rồi thì không còn nghi ngờ nữa. Nhưng có người hỏi, tức là bạn vị này hỏi rồi, nhưng vì sao niệm kinh, niệm chú, niệm Phật là gieo phúc, lại là gieo phúc? Vì nó không có hình tướng bằng gì, bằng cái cụ thể. Ví dụ như là cái hình tướng này thì ví dụ chỉ có tự chúng ta làm chúng ta biết thôi. Ví dụ như là chúng ta gì, chúng ta đem bố thí cho người ta gì một chiếc bánh mì, người ta đang đói bụng và người ta ăn vào, người ta gì, cái người đói bụng kia được no, thì đó là cái nhân chúng ta bố thí cho người gì, cho người chiếc bánh mì kia và người cái bánh mì kia ăn no, họ được no và họ được khỏe mạnh trở lại. Và một vài ngày sau, một vài năm sau, thậm chí là chục năm sau, hơn chục năm sau, không may chúng ta gì, chúng ta lại bị nghèo đói và họ lại gì, gặp phải ngay cái người mà họ chúng ta bố thí cho họ một chiếc bánh mì ngày xưa từ lâu lắm rồi, thì bây giờ họ lại thành người gì giàu có, họ lại đem gì, lại đem bố thí cho chúng ta. Và câu chuyện này á, tôi lấy một cái ví dụ cụ thể như hôm rồi ở chùa chúng ta đi lên đạo tràng, chúng ta đi lên làm từ thiện ở trên huyện Đà Bắc của tỉnh Hòa Bình vừa qua. Có một cái xóm là có 33 hộ. Và khi mà sư cô Anh Nghiêm với các Phật tử chúng ta lên làm từ thiện á, họ rất là vui. Lên lần đầu rất vui, lên lần thứ hai thì họ nhìn thấy nhà chùa họ rất là vui, nhưng mà gì, họ khóc và họ nói rằng á, con mong rằng á, đây là lần gì, lần cuối cùng là các thầy phải về đây. Vì chúng con á, không mong rằng chúng con luôn luôn bị như thế này và để nhận cái đồng tiền cứu trợ vân vân như thế này, vân vân và vân vân đó. Và họ nói một câu rằng là gì, trước đây mỗi khi á, các nơi á, có lũ lụt và cái gì đó, người dân xã trong thôn bản á, đều kêu gọi là đóng bè tập phúc để đi cứu những cái người bị lũ lụt đó. Thì chúng con á, tuy không có nhiều nhưng chúng con cũng mỗi người phát tâm gì 50-100 để làm công tác từ thiện đó. Nhưng nay chúng con không ngờ là gì, là lại đến lượt chúng con lại gì, lại đi nhận những cái gì, những cân gạo, những thùng mì tôm từ thiện từ các quý thầy và từ bà con nhân dân khắp cả nước gửi về. Nhân quả đấy các quý vị. Trước đây do mình gì, khi mà mình ấy, chưa bị cái vùng quê, vùng đất nhà mình ấy, chưa bị thiên tai lũ lụt ấy, thì mình gì, mình nghe cái nơi nào trong đất nước mình bị như vậy á, sẵn sàng họ thì cuộc sống họ rất nghèo khổ. Nhưng mà khi nghe xem trên TV hay là đọc báo hay là nghe gì, nghe xã, nghe dân, nghe thôn á, nghe lãnh đạo thôn á, phát động là gì, ủng hộ đồng bào lũ lụt nơi nào nơi nào thì đó, thì dân tuy nghèo họ cũng gì, người 50-100 họ cũng sẵn sàng ủng hộ một ngày gì, một hai ngày đi lao động của họ, lấy cái tiền công đó họ ủng hộ. Cho nên nay á, vì cái nhân họ gieo ngày xưa, họ làm việc thiện đó, không tính toán đó, thì nay thì người dân của họ vừa gặp hoạn nạn một cái thì đã được các tổ chức và được nhà chùa, được các Phật tử và được gì, được người dân khắp nơi gì, hướng về họ và muốn giúp đỡ họ trong những lúc họ đang gì, đang gặp khó khăn. Đó gọi là nhân quả báo ứng, và nhân quả gì, công bằng ngay cuộc đời này đó. Thì cái đó gì, gieo thiện nhân ngày xưa là hay làm từ thiện, mặc dù dân rất nghèo hay làm từ thiện. Cho nên á, bây giờ gặp cái lúc khó khăn như vậy, được cái quả gì, được cái quả lành là mọi người cũng sẽ ủng hộ ngay, không một chút do dự đó. Thì cái đạo lý đấy thì nhất định rồi, mọi người thấy rất rõ rồi. Nhưng Phật tử nó hỏi, có người hỏi Phật tử này, người niệm kinh trì chú niệm Phật đó, thì nói là gieo phúc, thì điều này khiến cho gì, người khác thấy là thấy rất là khó hiểu. Vì chúng ta biết niệm kinh tức là đọc kinh đó, trì chú đó, tụng kinh đó, tụng kinh trì chú niệm Phật, nói cho dễ hiểu là tụng kinh trì chú niệm Phật. Ở trong nhà Phật chúng ta nói gì,
Nếu người nào nhất tâm tụng kinh trì chú niệm Phật, người đó sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng và tăng trưởng thiện căn. Nhưng nếu mà bảo đây, và tiêu trừ nghiệp chướng là tiêu như thế nào, hình tướng nó ra sao, cái này các vị phải đi hỏi Phật đó, Phật có thể mới trả lời được. Chứ còn hỏi tôi thì tôi gì, chắc chắn tôi không trả lời được cho các quý vị là hình tướng của tiêu nghiệp nó ra sao. Nó có giống như là gì, giống như là một cái gì, tôi lấy một cái ví dụ giống như một cái gì, một cái dẫm, chúng ta dẫm vào gì, tôi nói hơi nặng một chút, chúng ta dẫm vào gì, dẫm vào một bãi phân trâu hoặc bãi phân bò chẳng hạn. Chúng ta đi ra đường dẫm cái dép hoặc cái chân chúng ta dẫm bãi phân trâu phân bò chẳng hạn, thì đấy là ví cho như cho nghiệp của chúng ta. Nhưng chúng ta muốn sạch cái đôi dép, sạch cái chân chúng ta thì lấy nước chúng ta rửa thì thấy gì? Thấy cái đó, cái phân trâu phân bò dính trên chân của chúng ta, cứ dần dần nó vơi sạch nó bớt dần và gì, nó trả lại cái chân sạch cho chúng ta. Pháp thế gian thì thấy rõ bằng gì, bằng hình tướng mà con mắt đấy. Nhưng cái nghiệp quả, nghiệp nhân xấu ác mà chúng ta gieo trồng thì chúng ta không nhìn thấy hình tướng. Cái quả báo, phúc báo do công đức nhất tâm trì chú tụng kinh niệm Phật đem đến đó, chúng ta cũng không thể nhìn thấy hình tướng. Nhưng chỉ có khi nào chúng ta gặp cái chuyện đó, chứng kiến cái việc đó, chúng ta gì mới cảm nhận và mới biết rằng à, đấy chính là gì? Công đức tụng kinh trì chú niệm Phật đem lại thật là rộng lớn vô cùng. Đây tôi nói một cái ví dụ thôi. Cụ thể như ở dưới, ở gần như Mỹ Đức, cách đây khoảng độ hơn 2 năm, gần 3 năm về trước, tức là khoảng cuối năm 2015, khi cái bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chúng tôi mới hội tập xong và bắt đầu đem truyền bá, đem giảng dạy và truyền bá, thì có một bà cụ lên, bà cụ ấy khóc, bà cụ ấy nói kể về cái hoàn cảnh gia đình bà cụ là có đứa con trai điên mười mấy năm nay. Cái lúc mà nó nặng á, nó cởi trần, cởi chuồng và nó thì đi ra ngoài đường, ngoài xá, cái lang thang ngoài đầu đường xó chợ, tối đâu ngủ đấy, mặc đói khát hay lạnh nóng nó không cần biết, gặp gì nó ăn đấy, thậm chí là gì, ăn cả những cái đồ sống, ăn cả những cái đồ bẩn. Thậm chí cụ ấy nói có lúc nó gì, nó ngồi nó bốc cái đống phân ở ngoài đường nó ăn. Nó đói quá nó ăn, và nó ăn bình thường, nó chả biết cái gì cả. Nó chả còn cái gì là tàm quý, biết hổ thẹn đấy cả. Ví dụ trên thân thể nó gì, cởi trần trùng trục rồi, nó có biết gì nữa đâu. Vì gọi là thần kinh, nó không gì, không làm chủ được mình, mà không hiểu cái gì nữa. Và hơn chục năm như vậy. Nhưng cái khoảng một năm, hai, ba năm thì nó lại bị nặng một lần như vậy. Còn bình thường nó vẫn có thể nhận được người thân và vẫn mặc... Có lúc nó hiểu đấy thì nó biết gì, vẫn mặc những bộ quần áo. Tuy là gì nó không tắm rửa, nó hôi hám, nhưng mà nó vẫn mặc quần áo. Nhưng có thể một năm nó thì bị một vài ngày hoặc một vài tháng, một vài tuần đấy, cái trường hợp mà nặng thì nó như thế. Đặc biệt là cái đến mùa hoa mướp, hoa cải đấy, thì nó lại bị nặng lên. Thế khi bà cụ lên trên chùa trình bày cái việc đó thì tôi mới cho một vài thầy đến để xem đất cát nhà cửa vân vân đó. Thì xuống đó có mấy thầy về báo cáo lại với tôi là bạch thầy, cái nhà đó, cái đất cát nhà đó rất dữ, đến đó có một cái cảm giác là cái hung khí rất là gì, ám khí, hung khí rất là, chướng khí rất là nặng, đến cảm thấy rất khó chịu. Cái đấy thì những người tu mới cảm nhận được thôi, còn bình thường chúng ta thì những người bình thường rất khó để cảm nhận. Người tu đến một mức độ nào đó thì sẽ có cảm nhận được cái điều đó, thì nói cũng chúng ta cũng không hiểu được đâu, cho nên chúng tôi không nói sâu về cái đó. Nhưng nói tóm lại là mấy thầy về nói với tôi điều đó và tôi bảo vậy thì bây giờ phải hướng cho người ta gì? Thờ một tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng ở tại nhà và bảo người ta nên phát nguyện đọc tụng kinh Địa Tạng gì? Mấy năm cùng với các sư ở trong chùa. Họ đọc tụng tại nhà họ. Và các sư nghe lời tôi về đến làm một cái cây hương nhỏ nhỏ. Bốc lại bát hương thần linh gia tiên họ ở trong nhà cho họ thờ phụng nó đàng hoàng và xây một cây hương nhỏ nhỏ. Đem thỉnh một tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ lên đó để thờ trong cái cây hương, cái miếu đó, gọi là cái miếu thờ nhỏ nhỏ đó, ở tại cái đất của gia đình nhà đó, và bảo bà cụ chủ nhà đó, tức là bà mẹ của anh chàng bị điên đó, là tụng phát tâm tụng kinh Địa Tạng. Và bà cụ tụng gì, nhất tâm tụng được khoảng độ 49 ngày,
Thì tự nhiên là thằng con nó về. Nó đi lang thang ở đâu rồi hàng tháng trời chả thấy mặt mũi đâu, vì nó đi nhiều như thế rồi cũng chả đi tìm nó nữa. Thế thấy nó về gì? Nó về nó mặc cái bộ quần áo rách tả tơi và nó kêu là mẹ con đói. Có gì con ăn hay cho ăn. Thế thổi cơm cho nó ăn. Ăn xong một cái thì nó bảo mẹ đi mua một con bộ quần áo. Thế đi mua nó bộ quần áo thì về gì? Về bắt đầu thì nó tắm rửa xong mặc bộ quần áo xong bắt đầu nó bảo xong nó bảo mẹ cho con ra hàng để, cho con tiền ra hàng để cắt tóc. Cắt tóc xong một cái thì mấy hôm sau thì nó cứ dần dần nó cứ bình thường dần, và cho đến bây giờ gì anh chàng ấy không còn, hơn 2 năm nay không còn đi lang thang ngoài đường, không còn cởi trần, không còn ấy nữa, mà bây giờ thì ở nhà đi làm việc nhà được, nấu cơm nấu nước và làm việc nhà được cho mẹ và cho người thân rồi. Chỉ có tụng kinh Địa Tạng. Vậy thì bây giờ các vị hỏi tôi rằng lấy gì làm bằng chứng, tôi chịu. Mà hỏi gia đình người ta lấy cái gì để làm bằng chứng rằng do công đức tụng kinh Địa Tạng mà cái cậu con trai nhà kia khỏi được, người ta cũng chịu không trả lời được. Nhưng đối với người ta, đây là một gì? Một sự mầu nhiệm. Đây là một cái sự gì? Một cái sự có thể gọi là linh thiêng bậc nhất trong cuộc đời của họ. Vì mười mấy năm trời con của họ khổ sở như vậy, đi viện đi viết đâu đâu cũng không khỏi, cầu cúng bao nhiêu nơi không được, nay không mất cái gì? Chỉ có tụng kinh thôi mà khỏi. Chúng ta giải thích thế nào? Chúng ta bảo họ đừng tin, họ không tin. Chúng ta đâu? Chúng ta bảo họ đừng có tin Phật nữa, chắc chắn họ gì? Họ cũng không theo chúng ta đâu. Đó, cho nên ở đây chúng tôi nói với các quý vị này, cho nên cái công đức tụng kinh chỉ chú niệm Phật rồi còn nhiều lắm. Rất nhiều những câu chuyện, có những trường hợp là gì? Những đứa trẻ. Đứa trẻ nó khóc, nó khóc cả ngày cả đêm ngay ở xã Cổ Đông đây. Cháu của cái cô hiệu trưởng trường cấp 2 của xã Cổ Đông cách đây mấy năm về trước. Có đứa cháu nó mới sinh được mấy tháng mà nó khóc suốt từ khi sinh cho đến khi được 2-3 tháng nó vẫn khóc suốt như vậy. Cứ đến đêm đêm là nó khóc. Chiều lại bắt đầu khóc, nhưng đêm về nó khóc khủng khiếp nữa. Ban ngày thì nó đỡ, nhưng mặt trời chuẩn bị lặn là khóc. Đem đi viện thì bệnh bác sĩ chả giải quyết được. Không giải quyết được. Sang đây được cái cô hiệu trưởng của trường cấp 2 Sơn Đông giới thiệu, cô ấy đi sang đây. Cái sang đây một cái thì nói cái vấn đề đó, tôi bảo cái vấn đề đó là đơn giản, đối với nhà chùa thì đơn giản thôi. Có cái mảnh vải hô thần nhập tượng cách đây hơn một năm trước thì tôi vẫn để dành. Cái vải hô thần, miếng vải đỏ hô thần nhập tượng, chúng ta phủ lên gì lên tượng Phật đó để trì chú đại bi đó. Xong rồi lấy cái vải đó đem xuống cất đi. Và khi nghe nói như vậy xong rồi tôi vào thì tôi xin một cái chai nước La Vi cúng ở trên ban Phật và bảo về và bảo cô ấy cho một nửa cho cháu nó uống, còn một nửa thì vẩy hết đất cát nhà cửa cho nó mát mẻ. Và tôi đưa cho một cái miếng vải, cắt trong cái miếng mà vải nhỏ nhỏ bằng hai ngón tay này. Tôi bảo về chia làm đôi. Một cái thì cắt đôi, một cái thì cho vào trong gối cho cháu nó ngủ. Còn một cái nhỏ nhỏ thì tết thành một cái chỉ nhỏ nhỏ để đeo vào tay của cháu nó ngủ. Tôi bảo đảm là gì? Đêm nay cháu nó ngủ ngon. Thế cô bảo có được không thầy? Tôi bảo là cô cứ mang về đi. Được hay không thì tự cô gia đình cô tối nay gì là cô chứng kiến và biết có gì đâu. Và sáng hôm sau, cô ấy mang cái lễ sang sớm và nói là ôi dồi ôi, Phật Pháp màu nhiệm quá. Thầy gì? Thầy nói gì? Như là Phật, như là Bồ Tát. Từ khi mang về một cái gì? Vẩy nước xong một cái rồi cho một cái nửa miếng vải đỏ vào gối của cháu nó ngủ, và một cái gì? Một miếng vải nhỏ nhỏ. Theo như thầy làm cho con tết thành cái chỉ và làm thầy cái ấy cho cháu nó đeo lên trên tay. Nó không khóc nữa. Tối nó ngủ ngoan và nó ăn, nó ngủ nó ngon luôn. Chúng con không ngờ rằng á, Phật Pháp nó lại mầu nhiệm như thế. Đó. Đây là câu chuyện có thật. Rồi một cái câu chuyện nữa, cái năm 2010. Cái này hình như tôi kể một lần rồi, nay kể lại. Ở trên chùa Tản Viên, ngày đó đang làm đường lên. Thì cái công ty Quảng Tây, ông giám đốc công ty Quảng Tây là ông Sáng, ông ấy trúng thầu và ông làm đường. Thì có một cái chú lái xe của ông ấy, nó không theo đạo Phật mà cũng chẳng theo đạo gì cả. Và nó thấy sư mình đi lên đi xuống ấy, thì không biết làm sao mà nó lại ghét sư như thế. Mà cụ thể nó ghét tôi cơ.
Và thậm chí các vị biết không, khi mà tôi đi qua, tôi có quà, thì có bánh kẹo gì còn mang cho anh em, thì cái đội lái xe và cái đội làm đường nó ăn. Ấy, nó ăn rồi nó còn chửi mình, thế mới đau chứ. Nó ăn xong nó được ăn, nó còn chửi, chửi làm sao? Nó thấy mình đi lên đi xuống đi qua là nó lại chửi, nó bảo sư mô cái gì bây giờ? Hãy nhìn nó béo ú ù thế kia, nó bảo là ăn chay, ai mà tin được? Ai mà biết rằng cái mỗi khi nó xuống núi là nó gì, nó đi quán thì nó gì, nó vào quán nó ăn và nó là nó gái gú vân vân, ai mà biết được? Người ăn chay gì mà béo tròn trùng trục thế kia vân 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 vân, rồi nó nói sư bây giờ thế này thế nọ thế kia vân vân, nó nói đủ các thứ hết. Và nó nói thì nó nói với bạn bè, với người cùng cái cánh lái xe với nó thì không sao, mình chẳng nghe được thì không sao. Thế một hôm mình đi qua, thế bắt đầu nó nói cố tình nó nói cho mình nghe thấy, nó bảo là gì, sư mô bây giờ, sư bây giờ nó như thế này thế này thế nọ thế kia. Nó bảo cái ông này thì cũng cái dạng gì, cái dạng sư ta bà, sư vớ vẩn đấy mà, sư thì có khi nó có vợ có con để nó ăn thịt chó suốt ngày, ai biết đâu được. Nói như thế nó cố tình nói cho mình nghe. Và bắt đầu là mình gọi cho ông giám đốc, mình bảo ông giám đốc bác phải chấn chỉnh cái đội lái xe của bác, đi lên làm việc cho chùa mà lại ăn nói như thế là không được. Dù sao đi chăng nữa nó ở ngoài đường ngoài xá thì tôi không nói gì, nhưng đây nó đang làm gì, đang làm đường cho chùa mà bác là cái người gì gần gũi với thầy mà để cho chúng nó thế là không được. Thế là bác ấy gọi nó đến để khiển trách và định đuổi việc nó. Thì tôi bảo thôi đừng có đuổi việc nó. Cái chú đội trưởng nó bảo rằng thầy hôm qua là giám đốc là định đuổi việc anh ấy. Tôi bảo với bác giám đốc là thôi đừng có đuổi việc nó mà tội. Thế bác khiển trách và bảo cho nó lần sau đừng có thế thôi. Và bắt nó lên chùa xin lỗi tôi. Thì mới giữ lại việc, mới không đuổi. Thì ông giám đốc cũng cứng, ông bảo thì nếu mà không đuổi thì nghe thầy không đuổi, nhưng mà bắt nó phải lên xin lỗi thầy. Tôi bảo thôi không cần đâu, nhưng mà bác bảo không, thầy cứ để ra con bắt nó lên nó xin lỗi thầy. Nó không lên xin lỗi thầy tức là con không bảo được nó, và không bảo được nó tức là sau này con không bảo được các anh em của thợ của con, cho nên là nếu nó không lên xin lỗi con đuổi. Thế vì vợ nó sắp sửa sinh con cho nên chắc nó cũng chẳng biết đi đâu nữa, thì nó cố tình nó bắt buộc nó phải lên nó xin lỗi. Lên xin lỗi tôi ở trên chùa Tản Viên, mắt muốn hầm hầm như là muốn cắn mình. Nhưng mình thôi, mình cứ tươi cười, mình rót nước, mình pha nước, mời nó uống đàng hoàng, mời giám đốc của nó mời nó uống đàng hoàng. Nhưng mà nó xin lỗi mình, nhưng mà mắt nó cầm hầm như muốn oánh mình, như muốn cắn mình ấy. Không biết là mình cũng ăn ra cháy chủ với gì với nó. Rồi mấy tuần sau thì vợ nó sinh thằng con trai. Nhưng từ khi sinh con ra thì gì? Nó khóc. Đi viện rồi sinh ra một cái nó khóc ở viện rồi. Thì để ở viện mấy ngày xong về nó khóc. Khóc đến mấy tuần như vậy mà khóc đến giạc cả đi, nó không ăn nữa. Khóc nó không muốn bú mẹ nó nữa. Thế là bắt đầu thì nó đến nó kể với cái chú Hùng đội trưởng. Phụ trách ở cái đường đó, cái chú tên là chú Hùng, chú đội trưởng. Cái chú Hùng đó chú lên chơi với thầy, cái chú đó thì rất là mộ Phật. Thì cứ dối dối chú lại lên chùa, là chú không tụng kinh đâu, nhưng mà chú lên chùa để chú thăm thầy, chú ngồi uống nước với thầy để nói chuyện. Thì chú ấy cũng hiểu một chút về Phật Pháp. Thế nghe cái chú lái xe kể với chú ấy, thì chú ấy mới lên, chú ấy nói với thầy là đấy, cái chú ấy hôm trước về thì như thế, bây giờ vợ mới sinh con được mấy tuần nay, nhưng mà cháu nó khóc dữ dội. Nó cứ đi làm được một tí xong nó lại xin về, con nó lại phải đi viện đến chả khám được cái gì cả mà nó cứ khóc như thế. Thì mình biết ngay là nó khóc do cái gì rồi. Có gì đâu, các cụ ngày xưa nói là sinh vào giờ quan sát, gọi là khóc dạ đề. Cái đêm về là nó khóc cái trẻ con ấy, nó cứ đêm về là nó khóc. Thì trong nhà Phật chúng ta thì gọi là trẻ con đấy gọi là khóc dạ đề. Dạ tại ban đêm, đề tức là gì, là khóc. Cứ đêm về là nó khóc, khóc thét lên, mà khóc giống lên, khóc gì, khóc như bị người đánh, như bị người gì, người bóp cổ vân vân, thậm chí khóc đến tím tái cả người lẽ, thì đó gọi là gì, khóc dạ đề. Nhưng các ông thầy ấy, thì họ gọi là sinh vào giờ quan sát, tức là gì, bị ma trêu quỷ gì, ma trêu quỷ, quỷ nhập hay là ma trêu quỷ, quỷ đánh vân vân đó, đó mình nói nôm na thôi. Ở thế gian họ nói cái kiểu như thế. Thế tôi mới bảo là ô thế à? Thế thì đơn giản thôi, thì cái đấy thì các thầy có thể giúp được. Thế chú về bảo nó gì, bảo lên gặp thầy xem thế nào. Thế là sáng sớm hôm sau nó lên, nó chở cái chuyến vật liệu lên, bắt đầu xong nó đổ vật liệu xong nó lên tận chùa nó gặp thầy. Và khi gặp thầy nó lần này thì gặp thì nó khác, mắt nó không hầm hầm nữa. Thì vì nó con của nó thì khóc mấy tuần rồi, thì nó nghe chú đội trưởng bảo là thầy có thể giúp được mày. Thế cho nên nó lên lần này thì mua một cân cam thật là ngon,
vẽ thẻ hương nữa thì lên để vào là cũng trình bày là thưa thầy là tôi thì hôm trước thì chúng con thì lần này sinh là con, không 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 sinh là tôi nữa. Hôm lên sám hối thì vẫn xưng là tôi, nhưng mà lần này thì lên là biết xưng là con. Con là xin lỗi thầy vì hôm trước là chúng con không biết cho nên là xúc phạm đến thầy thế này thế khác mà thầy bỏ qua thế này khác. Nay thì con thì mới sinh đứa cháu, nhưng mà cháu trai, nhưng mà nó khóc mấy tuần nay là nó không ăn không uống, nó cứ giạc cả người đi, mà con rất là sợ. Sinh hai cô con gái rồi, bây giờ cầu mãi mới được một cậu con trai này, chúng con sợ lắm. Xin thầy là làm thế, nghe chú đội trưởng chú Hùng chú bảo thầy có thể giúp được, xin thầy giúp. Thế tôi bảo là cái này có thể các thầy thì cũng giúp được nhiều rồi, nhưng mà con của chú thầy không biết là có được hay không, không dám chắc chắn. Nhưng mà thôi được rồi thì cứ về cứ làm theo tôi như thế như thế. Thế là tôi đưa cho nó một cái đem dâng lên lễ là khấn Phật, khấn Bồ Tát, khấn Đức Thánh Tản để thôi gia trì cho vợ chồng nhà cháu, gia trì cho cháu nó, và đặc biệt thì cho cái miếng vải hô thần của lần trước hô thần nhập tượng cái chùa Tản Viên. Cắt hai miếng nhỏ nhỏ và một miếng về cho vào trong gối cháu nó ngủ, một miếng thì cũng tết thành cái vòng để đeo chỗ tay này cho cháu nó. Và nó nghe theo tôi, nó về nó làm như vậy. Sáng sớm hôm sau nó lên từ lúc về khoảng độ 5 rưỡi sáng, mình vừa thì thỉnh chuông buổi sáng và tụng kinh buổi sáng xong, nó để ra nó thấy nó đứng ở trước cửa chùa. Lần này thì nó thấy nó xách một gì không chỉ một cân cam mà gì cả một cái làn hoa quả thật là to, nó đợi sẵn nó cả một cái làn luôn. Và thì nó vào nó hớn hở và bắt đầu mặt mũi nó hớn hở và nó là ui thổi thầy ơi, đúng là con để con vái sống thầy đấy. Con về con làm một cái từ tối hôm qua là gì cháu nó ăn ngon và gì nó ngủ kỹ, nó không có khóc một tí nào nữa. Và sáng nay thì cả đêm thì con thấy mừng quá, và con thì sáng nay con phải đi thật sớm để con mua gì, con mua lễ để lên con lễ tạ Phật, lễ tạ thầy. Một cái anh chàng rất là ngộ ngáo, không tin gì Phật pháp, thậm chí còn chửi cả gì chửi cả chúng tôi nữa, mà chúng tôi chả có gây thù kết oán gì với họ. Họ lên là làm đường cho nhà chùa, mà tất nhiên cái đường đấy là đường nhà nước đầu tư cho nên gì họ không phụ thuộc vào mình lắm, cho nên họ thấy mình đi qua còn chửi mình như vậy đó. Nhưng mà khi gia đình họ có chuyện như vậy, chúng ta thấy có cái gì đâu, tôi chỉ lên gõ chuông gõ mõ một chút để lễ Phật khấn Phật cho họ và cho họ cái miếng vải đã chỉ chú an vị tượng thôi, vậy mà con họ khỏi. Tất đơn giản. Cho nên ở đây chưa không nói gì, tôi không nói gì cái việc mà tụng kinh chỉ chú niệm Phật. Phật tử nói là đó là việc gieo phúc, đây là lời Phật nói. Tụng kinh chỉ chú niệm Phật là có công năng tiêu nghiệp chướng và tăng trưởng thiện căn công đức phúc báo. Đây là lời Phật nói trong kinh. Chứ không phải là lời tôi nói hay không phải là lời một gì một vị sư nào nói, mà lời Phật nói. Phật là gì? Là bậc thánh nhân xuất thế gian. Một bậc thánh xuất thế gian nó nói thì lời của ngài gì chắc chắn không có hư dối, không có nói sai sự thật và không có gì lừa gạt chúng sinh, chắc chắn cái điều đó. Tất cả những lời của chư Phật nói ra đều là những lời phù hợp với gì, với chân lý, với quy luật nhân quả và với đạo đức lối sống của gì, của đạo thế gian cũng như của đạo xuất thế gian. Cho nên á, của đạo lý thế gian cũng như của đạo lý xuất thế gian. Cho nên á, ở đây thì Phật tử thôi cứ tùy duyên để mà nói cho bạn mình nghe thôi. Còn bạn mình nghe được, tiếp thu được bao nhiêu đó là việc của bạn. Chúng ta không nặng nề về cái chuyện để bắt buộc bạn phải nghe theo mình thì mình mới vui, bạn không nghe thì gì? Thì mình buồn. Hoặc là gì, bạn có thể copy ngay cái đoạn trả lời của thầy này để cho bạn của gì? Của mình nghe. Còn bạn mình có duyên với Phật thì bạn mình sẽ tự hiểu. Bạn mình mà không có duyên với Phật thì bạn mình gì cũng như nước đổ lá khoai mà thôi. Thì chúng ta cũng không nên buồn làm gì, vì duyên của họ không có hay duyên của họ chưa đến. Thì chúng ta cũng không nên ép. Giống như gì, cái hạt giống chúng ta mới gieo xuống dưới đất có một vài ngày mà chúng ta muốn nó thành một cây cổ thụ và đơm hoa kết trái, làm gì có cái chuyện đấy, không bao giờ có các quý vị. Cho nên chúng ta thì học Phật là phải biết tùy duyên lại chỗ đó. Thôi đây thì thầy cũng khuyên là thôi bạn cứ có thể có cái đoạn bài giảng này cho bạn mình nghe và khuyên bạn mình nghe. Bạn mình có nghe hay không và có hiểu hay không đấy là việc của bạn mình, chứ mình không nặng nề làm gì cả.
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà.